Xin chào các bạn, mình là Phương Sa, đại diện kinh doanh của Saigon Fall Nam Sài Gòn. Thì hôm nay mình giao chiếc xe đầu tiên Everest Titanium 2 cầu cho em Thái Đại Nghiệp, một khách hàng VIP tại Bình Phước. Rồi ngay bây giờ thì Sa mời các bạn cùng Sa sẽ bàn giao chiếc xe này cho em Thái Đại Nghiệp. Mình ngồi ghế đi, ngồi ghế đi em. Chị để em đây. Chắc em bé đi luôn hả? Tội nghiệp quá vậy. Ta ta. Ngồi ghế đi em, ngồi ghế đi. Ở đây chị có để sẵn là uống nước gì để chị lấy luôn. Nói em kia vô ngồi chơi luôn. Uống gì nghiệp? Em uống gì? Có cà phê, có nước suối, có nước cam. Nước suối hả? Nước suối luôn. À. Mời cô chị hả? À, rồi để đây nó có hư không nghiệp? Hay là bỏ tủ lạnh? Bỏ tủ lạnh. Để đây tạm đi ha. Ok, cảm ơn em. Đây chụp hình đi, chị chụp cho. Có điện thoại không? Điện thoại đi, chị chụp luôn cho khỏi phải gửi qua. Ok. Chị lấy nè. Nghe nghiệp sinh năm 97 mua Everest B, mấy bạn nữ bên chị là không biết là có gia đình chưa, xong rồi thấy vợ nghiệp là xong rồi. Lép hết rồi. Vợ đẹp quá. Đây em cầm em để trong. Khui rượu em chị đi. Có tháo này ra không? Tháo không? Hỏi hả? Một hai ba vô thôi không anh? Rồi, nhắm môi hơi nha, chúc mừng gia đình mình. Cái này là cái nón tặng thầy tặng. Chút xíu chị ở đây. Tại nữa em có xe nhưng mà em không có nón. Ok, chút xíu nữa. Em có xe mà không có nón không đủ. Chút xíu nữa cho chọn. Cái này về bàn giao đơn giản thôi, cái này là sách hướng dẫn sử dụng nè. Cái này là có rồi thì về nhà em đọc thêm thôi. Cái này chị để đây, còn cái này em muốn lát gắn lên xe chị gắn luôn, chị sợ là không có đúng ý em á. Thì cái này ba tay lái công ty tặng. Cái này là hợp đồng bảo hiểm với mấy cái giấy tờ linh tinh mà còn lại chị để cho em. Cái này là hợp đồng bảo hiểm nha. Hợp đồng bảo hiểm chắc 2 triệu á. Cái này là đưa cho em thôi. Rồi cái này bàn giao xe, lát nữa chị giao xong rồi mình ký tên vô. Nhớ ghi tên chị vô nữa nha, để chị được nêu dương không nữa. Mắc kim chưa? Cái này là quà khách hàng tặng cho mình nha. Không biết là gì nhưng mà là quà luôn luôn hạnh phúc nha.
Cảm xúc của quý vị không sang nè. Quá tuyệt vời, quá hạnh phúc và rất là happy. Ước gì khách hàng này cũng như thế. Chỉ cần gọi đến em mua xe là em vui lắm rồi. Cũng không cần tặng quà cho em đâu.